Bà ở đây bà chưa dám điện cho bố mẹ mình nhá, xem mình như thế nào ạ.
nghe chưa? Đi vậy đi, không có đi, cứ bảo đi lên 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 mà cháu không cần cái siêu âm siêu âm gì, không cần siêu âm cái siêu âm này đi được, xem là trong mình có bệnh gì nữa không được, nghe chưa? Cháu là mới lớp 9 có cái gì? Ở lớp 9 á, bây giờ lớp 9 thầy ở đấy cũng mỏng mạnh, đấy là người ta, người ta. Thôi bà nói cái tại em nhận nào, như cái tại bà như cái kiểu người chả trâu như thế này còn cái gì mà nói nữa? Cháu không có cái đồ. Cháu bảo không có thì cứ cứ con này cứ bảo có đâu có à? Mày giỏi thật đấy. Bây giờ nói này lắm như người ta cái lớp thôi, mày ngọt ngào mày nói sao? Mà mày cáu gắt lên như vậy. Quan thì quan đi được rồi, có tao đi thế. Không, đi ra ngoài cho mày cắn này. Đi, không có mày bỏ ra. Mày giỏi nhân. Mà mẹ nói mà. Không ai dạy mà. Anh nói cũng không vậy. Ừ, cái gì cháu bảo cháu không cần đi, có bầu đâu mà đi. Không có bầu thì lên bác khám cho chưa cho mặt trong người mà nếu mà không có thì là thuốc men mà ốm đau mà thuốc men mà cho cái cháu khỏi được ra mà siêu âm nhưng mà trong bụng cái phần bụng mình xem là xoắn chặt hay có bị làm sao không? Không sao, đi con nhanh lên. Không đi con tí về em vừa tiếng nắng thôi không, không, không đi ngon thấy như vậy là có rồi đấy. Nắng luôn mặc áo chống nắng nên được quá đi. Ngoài đây mà gọi đứng lên. Không đứng lên đi nha, đi xem ăn nào. Mày đang đi mày có bầu rồi đấy, mặc áo đứng nhanh. Nhoáng quá con này lạ thật đấy, cái điện cho bố nó bấm con nam cho xong ở đây không nói được. Bố mẹ nó tỉ hiểu nói mẹ nói thế nào nói vương. Mày mà có bầu thật nha, mày không xong đâu, đang học hành tí tuổi đấy. Không có khôn người ta ấy, đang đi học có 3 năm nữa trong học đại học có ngành có nghề nên đến xuống cái bản thân bố mẹ mày đang làm tất cả để mà mình nhận tiền của nuôi cho chúng bạn. Bà nói à, ai cũng thương cháu mình mới nói như vậy phải chưa? Nhưng cháu đang lo cho mày nói như vậy thì không có thì tốt thì sao nữa thì đấy thì đi lên thì hát lên nhưng mà nuôi bởi mẹ là bệnh cái gì nữa. Đi nào, mặc áo áo thì nó có những không đứng đi dậy. Đứng lên khám được là tốt chứ cần cái gì nữa. Không đi mày đứng sừng khổ lên như vậy em không đi đấy. Bà mới lớp chín bầu suốt ngày nói bầu đây đấy, trong mới lớp chín thì mọc đấy mục lên mặt thì nhọt ra càng ngày mặt càng nhọt ra tính thì cáu gắt nữa. Mày làm sao vậy? Nói thôi suốt ngày mày quay lại quay lại. Con này mẹ con này muốn quay thứ hai về cho